Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Gió Thổi Dọc Cánh Đồng của tác giả Quỳnh Giao. Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc Vân Anh. Tôi biết mình cần Nguyên, cần cho cuộc sống đầy tranh vênh và nỗi bất an trong tâm hồn. Nguyên như tia nắng mặt trời sưởi ấm cái thế giới như một hoang đảo trong tôi, đầy lo âu và tranh vênh. Nguyên cho tôi cảm giác mình đang tồn tại, là tôi. Một con bé vốn chẳng có gì hay ho và cũng chẳng xinh đẹp, nhưng vẫn được tôn trọng, được yêu thương. Theo đúng nghĩa tôi cần, chứ không phải là sự thương hại. Những lúc buồn tôi lại tìm đến Nguyên, để Nguyên ngồi bên tôi lặng lẽ. Vậy thôi, Nguyên không hỏi han, cũng không an ủi tôi. Nguyên hiểu tôi đang cần sự bình yên, một khoảng không gian bình yên cho những bất ổn đang đè nặng. Chiều, tôi tha thần ra bờ sông bứt những cánh hoa dại thả trôi theo dòng nước. Hoa sẽ trôi về đâu nếu dòng sông kia không có bến bờ? Nhưng dừng lại để làm gì nếu đó không phải là một bến bờ bình yên? Cứ trôi, để rồi đến khi cánh hoa tan nát, hoa không nhận ra mình. Tôi nhặt những hòn đá ném xuống dòng sông mang theo những tủi hờn. Tôi vẫn thường ném xuống dòng sông quê biết bao nỗi giận hờn vô cớ. Dòng sông bao dung như lòng mẹ mang đi mọi thứ. Tôi có biết đâu tôi đã vô tình ném đi mọi thứ quý giá chỉ vì lòng ích kỷ và nông nổi để rồi mãi không thể mò tìm lại được. Bỗng dưng tôi nhớ mẹ. Chỉ là bỗng dưng thôi. Tôi vẫn nhớ cái dáng gầy siêu vẹo của mẹ bên bờ sông chiều hanh hao nắng. Nỗi nhớ đắng đót một tuổi thơ êm đềm vụt trôi. Ba không cho mẹ một cuộc sống đủ đầy. Những thiếu thốn và lo toan cuộc sống hàng ngày đã hằn lên má mẹ những cái tát nảy lửa của ba. Mẹ không chịu đựng và không chấp nhận. Mẹ còn trẻ, mẹ bỏ ba, bỏ tôi lại giữa căn nhà rộng thông thênh bốn mùa thông thốc gió. Ba lao vào rượu như con ma men. Mỗi lần say, ba khóc đuổi tôi đi. Tôi sang với ngoại. Ngoại ôm tôi, lời ru đắng đót. Gió đưa cây cài về trời, rau xăm ở lại, chịu đời đắng cay. Năm sau ba lấy vợ, dì có dáng người hao hao giống mẹ tôi, ba trừng mắt. Không được gọi là dì, phải gọi là mẹ. Từ nay, đây là mẹ mày, nghe rõ chưa? Tôi im lặng. Ba vẫn thường nạt nộ tôi khi trong lòng tôi mới gợi lên những ký ức về mẹ. Dì không bắt tôi gọi là mẹ, và tôi cũng không thể gọi người đàn bà khác là mẹ. Khi biết rằng mẹ tôi vẫn đang sống ở đâu đó trong thế giới này. Mẹ ở đâu?
tôi đạp xe qua cánh đồng thông thốc gió sang hỏi ngoại. Ngoại chỉ khóc. Ngoại có những mùa hoa vàng rực rỡ. Quanh năm, ngoại lận đận với từng mớ sau, từng mùa hoa. Ngoại dành dụm tiền bỏ vào cái áo cũ, treo trên mắc áo trong buồng. Mỗi lần tôi đến, ngoại lại xúi. Ngoại cho con mua bánh đa đó. Con không lấy tiền của ngoại đâu, về ba đánh đó. Ngoại cho con. Ngoại cuộn tiền bỏ sâu trong túi quần tôi, mắt ngoại sưng sưng. Tôi đạp xe băng qua cánh đồng, mang theo nỗi ấm ức về mẹ và đôi mắt ẩn ẩn nước của ngoại. Mẹ chẳng về thăm ngoại sao? Mẹ chẳng nhớ ngoại và cũng không nhớ tôi sao? Mẹ đang ở đâu? Mẹ! Gió thổi dọc cánh đồng thông thốc, thổi đi những ký ức về mẹ, về nỗi nhớ mẹ trong tôi, gió ơi! Nguyên ngồi đợi tôi trên mỏm đất cạnh những ngôi mộ bỏ hoang. Thế làm đi đâu? Làm sang ngoại. Thế có hỏi ngoại về mẹ không? Không. Nhớ mẹ lắm phải không? Không. Không muốn nghĩ đến mẹ nữa. Buồn lắm. Tôi ngồi bên Nguyên, ngắm trăm ngàn những bông hoa dại trong nắng. Tôi vẫn yêu những bông hoa dại ấy, yêu hơn bất cứ loài hoa nào. Nguyên biết nên luôn dành cho tôi chỗ ngồi, có thể nhìn về phía bên kia sông, nơi đất bỏ hoang, chỉ để hoa và cỏ dại mọc. Đàn vịt chạy đồng của Nguyên không bao giờ làm nát loài hoa ấy. Đôi bàn chân to và thô của Nguyên chạy ra cánh đồng đầy gốc dạ, nhưng không dẫm lên đám hoa cỏ ấy. Mẹ mất khi vừa mới sinh Nguyên. Vậy nên Nguyên sinh ra mang nỗi buồn thẳm sâu trong từng ánh nhìn. Nguyên trầm tính và ít nói, nhưng nụ cười thì khiến hoa cỏ cũng phải xôn xao. Trái tim tôi cũng xôn xao như cỏ khi Nguyên cười. Không biết có phải Nguyên ít cười mà tôi thấy nụ cười Nguyên đẹp nữa hay không? Chắc không phải. Tôi chưa nói với Nguyên điều đó, nhưng tôi biết Nguyên hiểu những suy nghĩ trong tôi, hiểu cả những bất ổn trong ánh mắt và cả sự chênh vênh trong tôi. Chỉ mình Nguyên hiểu. Nguyên chăn một đàn vịt mấy trăm con. Nguyên hay cho vịt ra đồng, và tôi mỗi lần muốn gặp Nguyên, chỉ cần chạy vụt ra cánh đồng cả vào những ngày nắng hay mưa. Dáng Nguyên gầy hanh hao trong nắng, sâu hun hút trên cánh đồng rộng thênh thang bốn mùa thông thốc gió. Mày ăn trộm tiền của dì phải không Lam? Không ạ, con không lấy tiền của dì. Thế thì tiền ở đâu ra? Dạ, tiền ngoại. Tôi nghẹn ứ. Ba lấy roi nổ sang quất vào chân tôi lằn vết. Tôi bặm môi không khóc. Dì nhìn xéo. Cho chừa cái tính gian. Rồi sau này lớn lên lại bỏ nhà theo dai. Dì im đi. Tôi thét lên và lao đi nhanh như một cơn gió trước khi cha tôi quất thêm những nhát roi nổ sang vào bắp chân tôi và những câu nói sắc như sao của dì. Từ ấy mỗi lần sang với ngoại, tôi không bao giờ cầm tiền của ngoại. Nhưng ngoại vẫn để dành tiền cho tôi trong túi áo treo trong buồng. Ngoại bảo để dành cho tôi sau này vào đại học. Tôi ở lại với ngoại trong căn nhà sực nước mùi cây cỏ. Đêm đêm, ngoại ôm tôi. Ngoại lần bắp chân tím bầm của tôi, lấy cao xoa xoa nắm sực. Đôi bàn tay ngoại gian sáp. Mẹ con ở đâu hả ngoại? Tôi hỏi ngoại trong cơn mơ chập chờn đang đến, cứ như người mộng du. Câu hỏi đã bao lần tôi muốn hỏi. Mẹ con cũng khổ lắm. Rồi ngoại khóc. Tôi nghe tiếng ngoại khóc cả trong giấc mơ. Mãi sau này, ngoại mới kể, sau khi bỏ nhà đi, mẹ tôi lên thành phố làm người ở cho một ông quan chức về hưu khóa vợ, rồi sau làm vợ ông ta. Được 2 năm, ông ta ốm chết. Con cái ông ta đuổi mẹ đi.
mẹ lang thang đi làm đủ nghề để kiếm sống. Không biết bây giờ mẹ đang ở đâu. Nghe ngoại kể, tôi ướt nước mắt. Đời mẹ như cánh hoa trôi giữa dòng. Mẹ không dám về quê vì sợ người làng dè bỉu. Tôi hứa với ngoại, khi nào đỗ đại học lên thành phố, tôi sẽ đi tìm mẹ. Tìm mẹ về cho ngoại, cho tôi. Ngoại ôm tôi, nước mắt chỉ còn ướt sượt mấy cọng lông mi. Sáng sớm tôi theo ngoại ra đồng. Mấy luống hoa cúc của ngoại nở vàng một khoảng đồng mênh mang nỗi buồn trôi. Tôi yêu những mùa vàng hoa cúc dại của ngoại. Loài hoa không cần chăm sóc nâng niu mà vẫn rạng rỡ, xua đi màu u ám buồn tẻ của mùa đông sót lại. Tôi ngắt đầy một nắm hoa cúc dại mang về, bỏ vào vỏ chai nhựa để trên cửa sổ. Tôi hẹn Nguyên sang để đưa Nguyên đi ngắm mùa hoa vàng của ngoại. Cũng như tôi, Nguyên ngắt đầy một nắm hoa cúc dại mang về. Tôi ở với ngoại trong không gian sực nước mùi cây cỏ ấy được một tuần, thì ba sang tìm và lôi tôi về. Tôi bám vào áo ngoại. Ngoại rưng rưng nước mắt rằng tôi khỏi vạt áo. Ngoại già rồi, không nuôi nổi con đâu, về đi. Tôi biết đêm ấy thế nào, ngoại cũng lại không ngủ được. Vì thương đứa cháu gái tâm hồn mỏng manh, hay buồn hay nhớ. Cha tôi lôi ngồi lên xe. Tôi ngoái đầu nhìn về phía những luống hoa vàng rực rỡ của ngoại. Hình như có một bông hoa còn ướt đọng sương đêm. Dì xinh em Bi, tôi gọi em là Cu Bi, vì nó có đôi mắt tròn xoe giống tôi. Và có nụ cười hao hao giống mẹ tôi. Cha vui hơn khi có Cu Bi. Cha cai thuốc lá và uống ít rượu hơn. Từ ngày dì sinh em, mọi việc lớn nhỏ trong nhà tôi làm hết. Sáng sớm dậy nhóm củi nấu cháo cho dì và cha ăn đi làm. Đi học về, tôi nhờ Nguyên cầm cặp sách để ra chợ mua cái ăn. Tiền ăn mỗi ngày dì đưa cho tôi mấy chục, dặn mua từng thứ, xong phải về báo với dì hết bao nhiêu. Dì không tin tôi từ cái lần thấy tiền trong túi quần của tôi hôm từ nhà ngoại về. Chưa về nấu cơm cám cho lợn ăn và giặt quần áo tã lót. Tôi vui vì có em để chơi đùa, nhưng cũng chẳng mấy khi dì cho tôi lại gần em. Cha thì vẫn cứ đi làm về là ẵm em, nên tôi giật giờ với những nỗi lo, nỗi vui buồn một mình. Thời gian như sợi dây vô hình nối dài tháng năm, sâu vào đó biết bao niềm vui nỗi buồn tôi không thể nhớ. Tôi đỗ đại học. Tôi cầm giấy báo nhập học chạy như bay ra cánh đồng tìm Nguyên. Nguyên cầm tờ giấy báo nhập học của tôi trong tay rất lâu. Vậy là Lam lên thành phố rồi. Nhưng Lam sẽ về với Nguyên lúc nghỉ hè. Lam lên đó, công việc học hành bận rộn, biết còn nhớ Nguyên không? Nguyên hướng ánh mắt xa xăm nhìn tôi mà như không nhìn. Làm sao mà Lam quên được đồng cỏ này và Nguyên được? Không bao giờ Nguyên à. Có thật không? Thật mà. Nguyên khẽ nắm lấy tay tôi. Bàn tay Nguyên to bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé gầy gò của tôi. Nóng ấm. Giờ tôi mới thấy cảm giác khi có ai đó nắm lấy tay mình. Cảm giác được yêu thương và bao bọc. Tôi biết mình cần bàn tay ấy suốt quãng đường rộng dài phía trước. Nguyên sẽ không bao giờ buông tay tôi ra. Tin tôi đỗ đại học khiến ba vui ra mặt. Lần đầu tiên tôi thấy ba cười với tôi. Dì chẳng tỏ ra vui cũng chẳng buồn. Con gái học lắm chỉ tốn công. Tôi đạp xe dọc trên con đường ngoằn ngoèo giữa cánh đồng thông thấp gió. Hai bên là những luống rau xanh thẳng tắp. Xa xa có những đám hoa vàng rực. Tôi hét to. Con đỗ đại học rồi ngoại ơi! Ngoại đang lom khom giữa lùm cây dài nhao nhác ngước lên nhìn tôi. Ánh nhìn rạng rỡ. Ngoại có vui không?
Mừng chứ, mừng. Tôi chạy đến ôm ngoại. Mùi cỏ cây thơm thơm lạ. Thứ mùi mà mãi đến cả bây giờ tôi vẫn khát khao. Tôi lên thành phố. Con đường nào cũng rậm xài, tấp nập người xe đua nhau lao vun vút. Tôi gửi thư về kể cho Nguyên nghe mấy lần tôi đi xe bus bị lạc. Nguyên gửi cho tôi những dòng chữ biểu thị nụ cười, làm tôi thèm nhìn thấy nụ cười Nguyên biết bao. Tôi ra bưu điện gọi điện thoại về cho ngoại. Học có khó không con? Dễ ợt ngoại à? Tiếng ngoại cười yếu ớt qua ống nghe. Tôi mang theo tấm ảnh mới của mẹ gửi về cho ngoại trong ngày mẹ đi lấy chồng lang thang trên các ngả đường nơi tôi biết để mong tìm mẹ. Tôi vẫn hình dung ra cái dáng gầy hanh hao và đôi vai mỏng gầy của mẹ. Nghe các bạn nói, những người từ quê lên thành phố hay đi bán hàng xong. Vậy nên tôi luôn ghé tới mấy cô mấy bác bán hàng xong để lân la hỏi thăm về mẹ. Nhưng những tin tức về mẹ cứ như ở một nơi nào xa lắm, không có trong thành phố này. Tôi tưởng như sẽ chẳng bao giờ tìm được mẹ. Mẹ ở đâu trong thành phố triệu con người này? Mẹ lạc vào giữa dòng người giàu sang kia, hay giữa những người lao động nhếch nhác? Chỉ cần mẹ hiện hữu trước mặt tôi là được, cho tôi được thấy mẹ. Khi những tin tức về mẹ cứ mãi như còn ở nơi nào xa lắm, làm tôi bắt đầu thất vọng. Biết đâu, mẹ đã đi về một tỉnh lẻ nào đó, hay một vùng nông thôn sống an nhàn thanh thản. Tôi không còn lang thang trên khắp các ngả đường chỉ để đi tìm mẹ nữa. Buổi tối, khi đã thu dọn xong cốc chén ở quán cà phê, tôi đạp xe về. Đèn đường hắt một màu xanh lét. Thành phố về đêm rực rỡ, nhưng tôi luôn thấy ẩn lấp những nỗi buồn và sự sợ hãi. Tôi nhớ Nguyên. Giá bây giờ Nguyên nắm tay tôi. Bên đường, những cô gái già từ ngóc ngách nào trong thành phố này chia ra ngồi đứng trên vỉa hè, gốc cây, cười ướn ẹo. Mùi son phấn oai oải sực nức. Những chiếc xe tàng tàng bóng láng ghé sát ẫm ở vài câu rồi cô gái lên xe. Họ lao vào ngõ tối sâu hun hút. Còn dành láo toét dám dụ dỗ chồng bà. Loại mèo mà gà đồng, bà cho mày biết này. Tiếng người đánh, tiếng chửi bới và tiếng khóc náo loạn một góc tối. Một toán người đang quây tròn quanh một người đàn bà, vừa giật tóc, vừa tát, vừa đá. Trong ánh điện hắt xa và ánh đèn xe của những người dừng lại bên đường, tôi nhận ra cái dáng gầy hanh hao và đôi vai mỏng gầy. Là mẹ. Tôi đau đớn. Mẹ! Đừng đánh mẹ tôi! Tôi lao vào giữa đám đông. Tôi vừa khóc vừa van xin. Những người qua đường chen vào. Lũ người kia bỏ đi, bỏ lại mẹ với những vết bầm trên gương mặt dày son phấn. Mẹ nhìn tôi. Mẹ nhận ra tôi ngay khi ngước mắt lên. Có lẽ vì tôi vẫn gầy còm như cái ngày mẹ ra đi. Mẹ úp mặt khóc. Tôi không đủ bao dung và nhân từ để ôm vai mẹ mà an ủi. Tôi thẫn thờ lê bước. Tôi muốn chạy trốn khỏi thực tại để hình ảnh mẹ vẹn nguyên trong tim tôi. Mẹ níu tay tôi. Mẹ xin lỗi. Mẹ về quê đi. Ngoại đang cần mẹ. Ngoại vẫn mong mẹ từng ngày đó. Tôi bỏ chạy trong đêm nhấp nhoáng ánh đèn điện. Không biết mẹ có gọi tên tôi không, nhưng tôi chỉ còn nghe tiếng khe khẽ của một người đàn ông dắt mẹ lên xe, lao về những ngả đường đen và sâu hun hút. Những tháng ngày sau đó, tôi rơi vào chênh vênh thực sự. Tôi không hiểu mình đang nói và làm gì. Cuộc sống diễn ra như một vở kịch mà người đạo diễn là số phận cho tôi làm vai chính. Giá mà tôi đang sống trong mơ, giá mà những ký ức đắng đót về mẹ, về tuổi thơ cứ theo tôi, thì tôi cũng không phải thế này. Mẹ
như cánh hoa trôi giữa dòng, không còn là mẹ của tôi ngày xưa nữa. Tôi chỉ còn có ngoại, một bà già lận đận với những mùa hoa thương tôi xót lòng. Tôi về với ngoại, về với Nguyên cho bớt tranh vênh. Lối nhỏ dẫn vào nhà ngoại, nhao nhác cỏ dại mọc hoang, rêu chen cả vào bậc cửa. Ngoài vườn, những bông hoa cúc vàng nở rộ. Dáng ngoại gầy lom khom, ngoại nheo mắt nhìn tôi cười. Đêm hôm ấy, tôi ngủ trong lòng ngoại với mùi thơm cây cỏ. Tôi không kể với ngoại về mẹ, về cái đêm tôi gặp mẹ sau bao tháng năm mong mỏi. Ngoại ủ tôi ngủ say trong mùi nồng nàn cỏ cây. Trong mơ, tôi thấy dáng mẹ gầy hanh hao trên cánh đồng quê rậm rài thông thấp gió, vành nón nghiêng nghiêng. Tôi gặp lại Nguyên trên mỏm đất bên những ngôi mộ bỏ hoang. Nguyên vẫn dành cho tôi chỗ ngồi có thể nhìn sang bên kia sông, nhưng không còn những bông hoa và cỏ dại nữa. Người ta đã đào lấp và xới tung mọi thứ trong một dự án. Hoa và cỏ dại của tôi nằm sâu trong những tấm bê tông hay dưới lớp đất đá kia mất rồi. Gió vẫn thổi dọc cánh đồng, dáng ai gầy hanh hao trong nắng chiều, đôi vai gầy mỏng manh thất thểu quay về. Có khi nào là mẹ tôi? Gió vẫn còn thổi dọc cánh đồng hoang oải trong tôi. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Gió Bấc Qua Đồng của tác giả Hồ Kiên Giang. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hải Yến. Trong suốt cuộc đời mình, tôi không thể quên những mùa gió bấc thổi về làng. Độ khoảng tháng 10, tháng 11 ta là gió bấc về. Gió lao sao trên đọt bần trước cửa, gió tràn trề trên mặt sông bàng bạc phù sa, gió ngập đồng mênh mông sóng lúa. Đầu mùa thì lạnh ít, càng cuối mùa càng lạnh nhiều. Rồi sau Tết chuyển mùa, đổi gió bằng không khí nóng bức. Những mùa gió bấc ấy, chị Hai Hường dẫn tôi đi bắt cá nhảy hầm. Nhà tôi có bốn người, ba, má, chị Hai và tôi. Chị Hai lớn hơn tôi 10 tuổi. Chị không biết chữ, nhưng việc đồng áng chị giỏi chẳng kém gì so với má. Năm 15 tuổi, chị đã ra dáng một thiếu nữ nhà nông, sức mạnh mẽ, đen đậm đà. Tôi nhỏ con nên đứng chưa tới lưng quần của chị. Cũng năm đó, má tôi mất. Cả nhà đều buồn. Duy chỉ có tôi là chưa đủ trí khôn để cảm nhận sự mất mát to lớn này. Mà tôi nghĩ, chết thì có gì đâu. Cũng như ba với má đi cắt lúa mướn ở các làng khác vài bữa rồi về, vậy thôi. Có lần đang ngủ, tôi giật mình hỏi chị Hai: má đâu chị Hai? Má đi rồi, cưng ngủ đi. Hồng chịu đâu, em đợi má về em mới chịu ngủ. Chị Hai ôm tôi vào lòng, nước mắt chị rớt xuống mặt tôi nóng hổi. Má không về nữa đâu, ngủ đi chị thương, mai mốt cưng lớn lên, chị Hai kể cho cưng nghe. Tôi ậm ừ nằm xuống, nhưng cứ khóc rưng rức.
Đến khi mệt mỏi tôi thiếp đi. Hôm sau tôi lại tiếp tục vô tư với những trò chơi trẻ con cùng tụi bạn chung xóm. Từ ngày má mất, ba tôi buồn rười rượi. Ông vốn ít nói, lại càng ít nói hơn. Có nhiều đêm, ông ngồi bất động bên ngọn đèn dầu lụng tim hút thuốc rê tới khi con gà trống sau hè gáy sáng, rồi ông lật đật vác cuốc ra đồng. Một lần ba xoa đầu tôi hỏi, vài bữa nữa ba đi làm ăn xa, con ở nhà nhớ nghe lời chị hai nghen. Tôi bá cổ ông lắc đầu nguầy nguậy, con không chịu, ba phải cho con theo hả? Đâu có được, ba đi xa lắm, sao con đi nổi? Nổi, nổi mà. Như vậy là không ngoan, ba không cưng đâu nghen. Ở nhà không được cãi lời chị hai đi mần thì con qua nhà dì Sáu chơi. Không được xuống mé sông, cũng không được tắm sông một mình, con biết chưa? Chị hai đang ngủ, bỗng tóc mùng chui ra chạy tới nắm tay ba, nước mắt lưng tròng. Ba ơi, ba đừng đi. Ba ôm chị tôi vào lòng, tôi nghe tiếng nấc nghẹn của ba. Con gái lớn rồi, sao nhõng nhẽo vậy, không sợ em nó cười à? Thôi nín đi con. Ba nói đến đó rồi im bặt. Dưới ánh sáng của chiếc đèn dầu leo lét, tôi thấy nước mắt chảy dài trên đôi má sần sùi sạm nắng của ba. Chị khóc thành tiếng. Tôi chẳng hiểu gì, cũng khóc theo chị. Sau này khi đã ít nhiều trí khôn, nhận biết được sự việc quanh mình, tôi mới hiểu điều gì xảy ra ngày hôm đó. Ba tôi đi thiệt. Không ngờ, ba tôi lại bỏ chị em tôi nhanh như vậy. Tờ mờ sáng hôm sau, chị hai từ đâu tất tả chạy về kêu giật giọng, Tèo à, Tèo ơi, thức dậy đi, dậy, ba bị Tây bắn kìa. Chẳng nói chẳng rằng, tôi bật dậy, rời khỏi giường, lao theo chị hai. Tôi thấy có một đám người rất đông chen chúc trước cửa nhà dì Sáu. Chị hai nắm tay tôi, kéo vào nấp sau gốc dừa. Cưng đừng có la nghen. Tôi gật đầu để chị yên tâm. Bỗng đoàng, đoàng. Tiếng súng vang lên đanh gọn như xé vụn không gian. Sau đó ngân dài ma quái. Chị hai chạy về phía đám đông. Tôi cũng lao theo. Anh Tuấn chộp tay tôi. Tèo, đừng tới đó. Hồng chịu đâu, em đi. Tôi cố vùng vẫy nhưng không thoát khỏi bàn tay cứng như sắt của anh Tuấn. Tôi hét lên, nước mắt ròng ròng. Ba, ba ơi. Tiếp đó là tiếng gọi ba của chị hai, nghe thảm thiết, thê lương lắm. Tiếng kêu của chị hai như tăng thêm sức mạnh trong tôi. Tôi gỡ mạnh tay anh Tuấn chạy về phía trước. Trước mặt tôi, ba nằm bất động. Chị hai gục đầu lên ngực ba, nơi có nhiều lỗ tròn bằng ngón tay và máu đang trào ra. Vài chị rung từng đợt theo tiếng nấc nghẹn. Cạnh đó là xác một thằng Tây mập ú, trắng bong bóc như heo cạo, mặt lằng nhằng vết chém, máu bê bết. Bộ quần áo màu vỏ tràm của nó nhào nát, dính đầy sình đất. Tôi rợn bước, định chạy về phía ba, thì bị anh Tuấn giữ chặt. Tôi giãy giụa gào thét, kêu khóc, cho đến khi lạc giọng, cạn lực, đuối sức, gục xuống vai anh Tuấn và thiếp đi. Dì Sáu ơi, anh Tuấn ơi, em Tèo tỉnh rồi nè. Tiếng kêu mừng rỡ của chị hai làm tôi giật mình bật dậy. Cảm giác người nóng như lửa đốt. Chị hai đưa tay ấn tôi nằm xuống, mắt chị lóng lánh nước. Tôi thấy chị đẹp như một vị thần tiên nào đó trong chuyện cổ tích mà má hay kể cho tôi nghe. Còn đẹp ra sao thì tôi không tả được. Chị hỏi, cưng sốt ly bì mấy ngày rồi, làm ai cũng lo muốn chết. Tôi nghe có tiếng bước chân thình thịch gấp gáp. Kìa, dì Sáu, kia anh Tuấn, mọi người vây quanh tôi. Dì Sáu sờ lên trán tôi nhíu mày. Còn nóng quá, Tuấn, con kiếm nồi lá về xông cho em nó đi. Con hai ra sau hè, nhổ bụi gừng để dì nấu cho nó chén cháo. Rồi tôi giảm sốt, hết bệnh. Đòi về nhà, dì Sáu không cho, kêu hai chị em dọn đồ qua nhà dì ở chung,
Hai chị em tôi không chịu về. Tôi nhớ cây vú sữa cao lớn sau hè, cành lá xum xuê che gần kín mái nhà. Tới mùa, trái tròn vo oằn cây đu đưa trong gió. Cạnh đó là cây cầu ván bắc xuống một phần con gạch mà tôi thường hay tắm những buổi trưa nóng bức. Tôi nhớ bụi tre tẩm vông trước cửa, thân thẳng đứng vút lên trời cao sừng sững. Mỗi khi gió lùa qua, nó xào xạc lá, thân cọ vào nhau kẽo cà kẽo kẹt. Tôi nhớ cái giường tre tôi ngủ, cái ghế đôn bằng cây dừa tôi ngồi ăn cơm, nhớ cả cái song dứt quai thường dùng để luộc cua luộc ốc. Tôi nhớ nhiều, nhớ hết mọi vật dụng trong nhà và cả mấy đứa bạn cùng lứa chơi chung với tôi. Còn chị hai nhớ gì, tôi không biết. Tôi chạy ù vô nhà, cảm giác lạnh lẽo từ nền đất thấm qua đôi chân trần chạy ngược lên đầu, làm tôi rùng mình. Mọi vật trong nhà vẫn vậy, mà sao thấy thiếu vắng mênh mang. Thoang thoảng, quẩn quanh là mùi ẩm mốc, mùi nhang mà chị hai vừa đốt cắm trên bàn thờ ba má. Tôi chạy ra bến rạch, nước cạn queo gần sát đáy. Cây vú sữa có lác đác vài trái đầu mùa ngã màu tím bóng lưỡng. Tôi đi vòng ra phía trước, bụi tre tầm vông vẫn ở chỗ cũ. Có điều những cây tre già cong xuống như cần câu, lá mỏng mảnh hiu hắt vàng. Vài cây con mới nhú lên khỏi mặt đất, non nhớt. Tôi vịn vào một cây tre già, ngó về phía nhà dì Sáu xa tít bên kia cánh đồng. Rất lâu. Chị hai đã đứng cạnh tôi lúc nào không biết. Chị choàng tay qua vai tôi. Tôi nghe rõ tiếng đập thình thịch trong ngực chị. Có cái gì đó rớt trên môi tôi nghe mặn mặn. Chị lại khóc nữa rồi. Trời ơi! Tôi chợt nhận ra nỗi cô đơn. Chị cũng cô đơn. Ngôi nhà này, bụi tre này, cả cây vú sữa sau nhà cũng cô đơn lẻ loi, hiu quạnh giữa bao la trên cánh đồng chiều hôm. Mùa gió bấc nữa lại về, chị hai một mình bươn chạy kiếm sống từ bắt cá, mò cua, hái rau, đến may vá quần áo, cấy lúa mướn, mần cỏ, mót lúa, để đổi đắp qua ngày. Tôi đã nhận biết nỗi cơ cực của chị và dành phần những công việc đơn giản. Mấy bữa trước chị hai nói, trời lạnh vầy, cá nhảy hầm dữ lắm. Chị xin dì Sáu làm mấy cái hầm rồi hai chị em mình đi bắt cá nghen. Tôi nằm trong nhà, nghe tiếng gió thổi lao xao trên lá cây vú sữa và những thân tre tầm vông già chạm vào nhau kèn kẹt từng hồi. Nghĩ tới đi bắt cá nhảy hầm là tôi không ngủ được. Tôi chui ra khỏi mùng. Tôi men theo bờ ruộng trước cửa nhà đi thẳng về hướng nhà dì Sáu. Bờ mẫu rộng chừng 2-3 mét, đầy cỏ dại. Ban ngày, mỗi lần sang nhà dì Sáu, tôi cứ co giò chạy tiếp hơi 4 lần là tới rìa làng, chả cần quẹo qua quẹo lại. Vì vậy, tôi có thể nhắm mắt đi cũng không sợ lạc đường hay bị té. Gió càng về khuya thổi càng mạnh. Dường như cái lạnh càng ăn sâu vào xương thịt tôi rồi dồn lên hàm răng chuột, làm nó cứ va đập lập cập. Có những mảnh lúa đang thời ngậm sữa, mùi thơm cứ ập vào mũi trào dâng sự thèm khát ngọt ngào. Lâu lắm rồi, tôi chưa cùng chị hai đi bắt cá khi gió bấc thổi tràn đồng. Có nhiều đêm, chị hai bắt được cả chục ký cá, đổi gạo được bao nhiêu hay bấy nhiêu, số còn lại chị tự tay làm mắm hoặc phơi khô để ăn được lâu ngày. Đang miên man trong dòng hồi tưởng thì tôi giật mình vì có tiếng thì thầm đâu đó. Tôi dừng lại định hướng rồi đi thẳng về phía trước. Độ hơn 10 bước chân, có một cái nóp đệm dựng ngang bờ mẫu, chặn lối đi. Nóp buộc hai đầu nên tôi không biết ai ở bên trong, chỉ nghe giọng nói thì thào. Đêm trước ba về kêu anh đi, má nói nếu đi thì dẫn em đi luôn, còn ba thì nói mình đấu tranh cho mình, trước sau mình cũng thắng. Thằng Tèo còn nhỏ quá, sao em bỏ nó được? Kêu nó qua ở với má anh, chừng nào nó lớn mình dẫn nó theo luôn. Anh nghĩ nó chưa biết má em bị Tây hiếp
mà cắn lưỡi chết oan ức. Còn ba thì muốn trả thù cho má, cũng chết dưới súng đạn của Tây. Nó cũng phải đi trả thù cho ba má chứ. Anh tính vậy có chắc không? Sao lại không? Má nói nếu tình hình không êm thì má đi luôn. Sống mà sợ nơm nớp hoài sao được. À, mà em định nói với anh chuyện gì vậy? Hình như em có thai. Thiệt hả? Sao em biết? Mấy bữa nay em thấy trong người khang khác, tính hỏi gì xấu nhưng em sợ. Má đâu cấm tụi mình đâu mà sợ, má thương em lắm, má biết tụi mình sắp có con má mừng cho coi. Nhưng em với anh có cưới hỏi gì đâu. À, phận mình nghèo chung, anh có lỗi là không lo được cho em để em nở mày nở mặt. Con gái mà, thôi, mình thương nhau thiệt lòng là đủ rồi em ạ. Có nhiều chuyện, bây giờ tôi mới biết. Tất cả hòa lẫn xáo trộn, không biết vui hay buồn, căm ghét hay thông cảm, làm tôi không tự chủ được. Tôi hất chiếc nóp đệm sang bên hét lớn, chị hai, anh Tuấn! Mảnh trăng mỏng đầu tháng cong cong như lưỡi hái đã trôi về phía rìa làng, gần nóc nhà dì Sáu. Nhưng thứ ánh sáng không rực rỡ của nó vẫn đủ soi rõ hai người đang nằm đó, trắng ngần, mơn mởn. Tôi bật khóc. Tôi cũng không biết là khóc cho ai, vì cái gì. Tôi cắm đầu chạy ngược về nhà, bỏ lại sau lưng tiếng họ kêu tôi vang đồng lẫn trong gió lộng. Khoa viết xong những dòng cuối bài báo Tết, đứng dậy vươn vai, thở phào nhẹ nhõm. Anh cúi xuống sắp xếp lại mớ tài liệu ngổn ngang trên bàn. Bất chợt có tiếng hắng giọng ngoài cửa. Khoa ngước lên. Trước mắt anh là một ông già khoảng 70 tuổi, mặc bộ quân phục màu cỏ úa, không quân hàm quân hiệu, tóc bạc trắng, da ngăm đen, dáng vẻ ốm yếu. Một tay ông cầm gậy tre, tay kia cầm chiếc nón lưỡi chai bạc màu. Ông đứng im ngay cửa e dè. Cậu... Dạ, bác kiếm ai ạ? Tôi muốn gặp ông Kiên. Vậy mời bác vô đây ạ. Khoa tiến lại bàn, với tay lấy bình pha nước. Đợi ông già ngồi xuống, anh rót trà mời ông. Dạ, bác uống nước. Ở tòa soạn này có hai người tên là Kiên, một là tổng biên tập, một là phóng viên. Bác cần gặp Kiên nào ạ? Tôi gặp Kiên, tác giả bài Gió Bấc Qua Đồng, vừa đăng báo tuần trước. À, đó là Trung Kiên, tổng biên tập. Khoa reo lên, bác quan hệ sao với anh Kiên? Thấy ông già có vẻ ngần ngại, Khoa cười giả lả. Cháu quên, cháu tên là Khoa, phóng viên báo, lính của anh Kiên. Sáng nay anh Kiên đi giao ban bên ban tuyên giáo tỉnh ủy, chưa mới về. Có gì bác nhắn lại, cháu sẽ chuyển dùm bác ạ. Hớp ngụm trà, ông già nói chậm rãi. Không giấu giếm gì cậu em, tôi thật sự không biết ông Kiên ra sao. Cũng chưa có quan hệ gì hết. Vừa rồi tôi đọc bài báo, tôi thấy giống trường hợp của tôi quá, nên tôi muốn gặp tác giả vậy mà. Khoa rót thêm nước vào ly cho ông già nói, trên đời này có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên kỳ lạ lắm bác ạ. Tụi cháu là phóng viên đi nhiều gặp nhiều, có những chuyện đôi khi không giải thích được. Nhiều lần nghe anh Kiên kể về hoàn cảnh gia đình, nên cháu có biết chút ít. Bài Gió Bấc Qua Đồng, anh Kiên viết lâu lắm. Có lần định đăng, nhưng không hiểu sao anh bỏ ra. Cháu hỏi, anh nói đó là chuyện riêng của anh, đăng làm chi? Tuần rồi đúng dịp đám dỗ ông bà già, anh mới cho đăng, biết đâu. Vậy có phải ba Kiên tên là Tuấn, mẹ tên Hường không cậu? Ông già cướp lời Khoa, nói lắp bắp như người bị hụt hơi. Mắt ông nhìn Khoa chằm chằm, làm anh giật mình. Dạ, cháu không biết. Nghe đâu hồi đánh Mỹ, ba má anh Kiên hoạt động nội thành. Khoa chồm người sang nắm bàn tay ông già nhíu mày. Bác không sao chứ? Không, ông già lắc đầu thoáng buồn. Đoạn, ông rút khăn lau mồ hôi trán. Cậu còn biết gì về gia đình của Kiên nữa không? Nghe anh Kiên nói, hồi anh còn nhỏ, trong một lần ba má đi công tác thì bị địch phát hiện. Để bảo đảm bí mật, hai người đã hủy tài liệu. Cùng chiến đấu và hy sinh sau đó, anh Kiên được đồng đội ba má cưu mang, thay nhau nuôi nấng đến lúc trưởng thành, rồi lo vợ con cho ảnh. Khoa biết câu chuyện anh kể đã tác động rất lớn đến ông già. Ông chăm chú lắng nghe, người ông rung từng đợt.
Mắt ông nhìn chết một chỗ mà xa thăm thẳm buồn mênh mang. Khoa lơ mơ đoán rằng cuộc đời ông và Kiên có gì đó giống giống nhau, có mối quan hệ gì đó với nhau. Hay... Khoa quan sát ông lần nữa thật kỹ. Ông vẫn ngồi yên tư thế cũ, hai tay cầm gậy tre dựng đứng trước mặt như thể nếu không có nó, ông sẽ ngã về phía trước. Hình như ông đang nghĩ về cuộc đời ông, đặc biệt là tuổi thơ của ông thời đất nước loạn lạc. Gương mặt ông lúc giãn ra, lúc co lại, thỉnh thoảng ông kéo khăn lau nước mắt, những giọt nước mắt chiết ra từ trong sâu thẳm cõi lòng. Hồi lâu ông hỏi, cậu biết tôi là ai không? Khoa cảm giác có gì đó chạy dọc sống lưng nhờn nhợn. Tự dưng trong đầu anh, một suy nghĩ ập đến rồi hiện hình nguyên vẹn. Khoa lắc đầu. Ông già nhìn thẳng vào Khoa, nói từng tiếng một. Tôi chính là thằng Tèo trong bài Gió Bấc Qua Đồng của Trung Kiên đây. Chỉ có điều câu chuyện xảy ra khi người viết còn chưa ra đời. Sao nó lại tưởng tượng giỏi vậy? Trời đất! Thiệt! Thiệt vậy hả bác? Khoa tròn mắt, một nỗi vui mừng như ngọn lửa cháy bùng lên trong anh. Vậy là, lời động viên chân thành của anh đối với Kiên đã có kết quả. Đúng, những gì Kiên viết hoàn toàn do anh tưởng tượng trên cơ sở những câu chuyện mẹ anh kể hồi nhỏ. Anh đã nhập cái tôi người viết vào với nhân vật Tèo, tức cậu của anh, để câu chuyện dễ triển khai. Và biết đâu, khi đăng bài Gió Bấc Qua Đồng, Kiên sẽ tìm lại được người cậu ruột chưa hề biết mặt. Và điều ngờ ngợ trong Khoa đã trở thành hiện thực. Tuy vậy, Khoa vẫn hỏi như để kiểm chứng lần cuối cho chính xác. Nếu bác là Tèo ngày xưa, thì sau cái đêm gặp chị Hai Hường với anh Tuấn trên cánh đồng, bác đi đâu, làm gì hả bác? Ông già thở hắt một cái để kìm nén xúc động, bồi hồi kể lại. Đó là lần cuối cùng tôi được thấy chị Hai và anh Tuấn trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Để rồi đằng đẵng hơn 50 năm qua, tôi chưa một lần gặp lại họ. Sáng sớm hôm sau họ đi vì sợ tai mắt bọn Tây. Tôi qua ở với dì Sáu. Chưa đầy tháng sau thì có một cuộc tản cư lớn chưa từng thấy cuốn cả làng chạy. Dì Sáu gửi tôi về U Minh cho Dượng Sáu. Tôi còn nhỏ, Dượng kêu tôi làm giao liên. Chừng nào lớn, Dượng cho cầm súng đánh giặc. Sau ngày Tây thua trận Điện Biên Phủ, tôi được cử ra miền Bắc học tập. Xong về Nam tiếp tục đánh Mỹ. Hòa bình 5 năm, tôi nghỉ hưu do sức khỏe, về quê cất nhà trên nền đất cũ, lấy vợ, đẻ một trai một gái, nuôi nấng khôn lớn, mần ăn tới giờ. Thế lúc ở căn cứ, bác không gặp hai người sao? Không. Tôi có hỏi Dượng Sáu, nhưng Dượng nói chị Hai với anh Tuấn được trên cử ra nội thành hoạt động bí mật rồi. Một lần, tôi nhận được thư của chị Hai kèm theo tấm ảnh chụp chung với một đứa nhỏ. Dượng đọc thư nói đó là con trai của chị. Tôi đã giữ tấm ảnh đó tới bây giờ nè. Trong suốt thời gian đánh Mỹ, tôi hỏi thăm khắp nơi, nhưng không ai biết vì hoạt động nội thành phải đổi tên họ. Nhưng có người đoán Tuấn, Hường có thể là bí danh TH3 cài cắm ở chi khu Trương Thiện lúc bấy giờ. Thế còn dì Dượng Sáu hả bác? Khoa hỏi mà nghe giọng mình lạc hẳn. Dượng Sáu hy sinh năm 68 trong trận đánh Bảo Môn, còn dì Sáu mất năm kia. Mồ mả ba má tôi, dì Dượng Sáu tôi đưa về quê cho họ nằm chung, chỗ bụi tre già đó. Cây vú sữa hồi trước đã chết vì bom giặc, tôi mới trồng lại, có trái mấy mùa rồi, đợi anh chị với mấy cháu về ăn. Ông xúc động giọng nghẹn ngào ngắt quãng, mà không biết đợi tới chừng nào hả cậu, chiến tranh loạn lạc ly tán, nếu họ hy sinh hồi chiến tranh thì vẫn còn các cháu mà. Cháu kêu tôi bằng cậu phải không? Mỗi mùa gió bấc thổi về làng, tôi lại ngóng chờ họ. Giống như ngày xưa tôi chờ chị Hai đi bắt cá nhảy hầm về. Nhưng già rồi, lại hay đau yếu. Biết mùa gió bấc này có đợi được không? Ông già run run lấy tấm ảnh trong túi đưa cho Khoa. Anh đón lấy. Tấm ảnh đen trắng đã cũ, thời gian làm cho nó mờ nhạt.
nhưng anh vẫn thấy rõ niềm hạnh phúc trên gương mặt của người đàn ông và người phụ nữ đang bồng đứa bé khá bụ bẫm. Khoa nhíu mày suy nghĩ rồi reo lên. Cháu đã nhiều lần thấy tấm ảnh này ở nhà anh Kiên. Bác đúng là cậu ruột của anh Kiên rồi. Mấy mươi năm, anh Kiên tìm kiếm hỏi thăm, nhưng không ai biết bác ở đâu. Hôm nay chắc ba má anh Kiên đã xui khiến cho cậu cháu gặp nhau, quả là phước đức. Bây giờ, cháu sẽ đưa bác đến nhà anh Kiên gần đây thôi ạ. Khoa đứng dậy bước tới, đỡ ông già đứng lên, nhưng ông lại quỵ xuống. Anh hốt hoảng, bác sao vậy? Không sao đâu. Ông già xua tay, ngước nhìn Khoa với hai hàng nước mắt chảy tràn trên đôi má nhăn nheo cười nói, không sao đâu, tôi bất ngờ quá mà, trời đất ơi, cuối đời cậu cháu mới biết mặt nhau. Ông còn lẩm bẩm nữa, nhưng Khoa đã dìu ông ra cửa, lên xe và nổ máy chạy ra đường.